Này, mày đi đâu ấy hả? Mày đi đâu mà để tao tìm mãi? Tại sao mày đi mày không nói với tao? Mày em hết pin, em không gọi được cho anh ạ. Máy mày hết pin á? Mày còn nói dối tao? Mày còn nói dối tao à? À, đi lên xe. Cậu làm cái trò gì thế? Buông cô ra. Mày đi lên xe, tí nữa tao xử mày sau. Đi. Ông già, việc của ông à? Hả? Cút. Sao? Sao cậu được hành động với cô ấy ở đây? Đây là một chỗ tập thể. Thế ông là bố cô ấy à? Không. Chú à? Không. À, thế ông là bố nó chứ gì? Này, ông là bố nó thì ông mới bênh nó như thế. Này, tôi nói cho ông biết nhá. Ông ấy lính hết thời rồi, đừng có tỏ vẻ anh hùng ở đây. Này, thả cô ra, không tôi ra tôi phá ra cậu đấy. Tôi phá ra cậu cho mày xem cậu biết không? Ông này. Ông làm xước xe tôi rồi đây này. Đền tiền đi. Đền tiền à? Đấy, tiền đấy. Cậu cầm lấy tiền. Cầm đấy. Ông già, ông tỉnh lại đi. Ông biết cái xe của tôi mua bao tiền không? Dăm ba cái đồng bạc lẻ này mà ông đòi đưa tôi á. Cái tiền này không đủ tiền rửa xe đâu nhá. Ông đi lên đây. Ông đi lên đây. Ông nhìn rõ không? Ông biết xe này xe gì không? Ông nhìn thấy không? Mẹc đấy. Cậu biết không? Tôi là bộ đội về hưu, nhưng tôi và cùng đồng đội chúng tôi đã bảo vệ quê hương và đất nước này. Đến bây giờ chúng tôi vẫn bảo vệ chân chính đến giờ phút cuối cùng, anh có biết không? Chú tha cho anh ấy đi ạ, cháu xin chú. Cậu nên nhớ rằng tôi là bộ đội phục viên, tôi đã cùng đồng đội chiến đấu để bảo vệ quê hương và đất nước này. Bây giờ tôi vẫn bảo vệ chân chính cho đến giờ phút cuối cùng, cậu có biết không? Tôi sẽ kiện ông. Tôi sẽ kiện ông vì tội phá hoại tài sản người khác. Kể cả ông có công với đất nước đi chăng nữa, nhưng ông phạm tội với tôi thì ông vẫn là người có lỗi. Cậu... Bố, có xin gì đấy hả bố? À, con gái ông đấy à? Cho ông ngọt nước nhờ. Này cô em, bố em làm xước xe của anh, em tính thế nào đây? Chuyện này là sao thế hả bố? Thôi được rồi, cậu muốn nền bao nhiêu tiền? 100 triệu. Cái gì? Vết xước như thế nào mà 100 triệu? Cậu đùa tôi đấy à? Bây giờ có đền không? Hay là bố mày lên phường? Thôi được rồi, tôi sẽ đền cho anh. Con, nhà mình làm gì có số tiền lớn thế này con? Mà cái vết xước đấy đâu đến nỗi mà... Hiện tại ở đây tôi không có tiền. Anh cho tôi 2 tiếng, nhất định tôi sẽ mang tiền đến cho anh. Được. Nhưng mà bố em phải đi theo anh để lấy lòng tin. Nếu mà sau 2 tiếng ấy mà không có tiền thì lên đón bố ở phường nhé. Bố, bố cứ yên tâm đi ạ. Con lấy tiền, rồi nhất định con sẽ đón bố. Bố nhá. Bố làm phiền con quá. Không có gì đâu. Thôi, nói nhiều quá. Ông đi lên xe đi. Cả mày nữa, lên. Bố cứ yên tâm nhá. Bi à, ngồi đi em. Sao thế? Nay lại có chuyện gì mà đến tận đây tìm anh? Anh Tú này, em có chút chuyện muốn phiền anh. Hiện tại thì em đang cần gấp 100 triệu. Anh có không cho em vay ạ? Tưởng gì, chứ tiền thì anh lúc nào cũng sẵn. Nếu như không nhờ bố Sơn năm ấy cứu anh thì chắc gì giờ này anh đã ngồi đây để nói chuyện với em như thế này. Chuyện cũng đã qua lâu rồi mà anh. Thế em cần 100 triệu làm gì? Có cần anh đưa thêm không? Chả là bố em làm xước xe của người ta và bị người ta bắt đền 100 triệu. Cái gì? Xước xe á? Xước như thế nào mà đền những 100 triệu? Sao bọn này quá đáng thế nhở? Em cũng không rõ nữa. Nhưng mà bây giờ người ta có bằng chứng rồi. Nếu mà mình không đưa tiền ấy thì người ta đưa bố em lên đồn công an đấy. Thế bây giờ bố đang ở đâu? À, bố em đang bị bọn nó bắt đi. Khi nào mà em phải đưa tiền cho nó thì mới thả bố em ra. Bọn này như kiểu là lừa đảo ấy. Thôi được rồi, để anh sẽ đi cùng với em xem bọn này là bọn nào.
Mình đi luôn đi, không muộn. Dạ, chú ngồi đây đi ạ. À, chú uống nước nhá, để cháu đi lấy nước. Chú hỏi này. Dạ. Thế chuyện là như thế nào? Cậu ta là người thế nào với cháu đấy? À, thật ra thì anh ấy là người yêu của cháu chú ạ. Yêu à? Sao lại yêu cái người như thế? Bỏ đi, yêu làm gì cái người vũ phu như thế hả cháu? Ừ, thì cũng tại vì cháu yêu anh ấy quá nên không từ bỏ được. Ừ, đành chấp nhận thôi chú. Tình yêu. Cháu. Này, ông định dụ dỗ người yêu tôi đấy ạ? Không có chuyện đấy đâu. Tốt. Nên thế đi. Không là ông không xong với tôi đâu. Mà sắp 2 tiếng trôi qua rồi đấy. Ông chuẩn bị mà lên phường đi. Hay là anh bỏ qua chú ấy đi. Em để yên để anh còn làm việc. Chuyện của em ấy, lát nữa anh sẽ xử em xong. Anh cái gì? Đi ra ngoài lấy chai nước vào đây. Khát lắm rồi. Còn ông ấy, ông cứ liệu hồn đấy. Anh Tú ơi, anh đã rút đủ tiền chưa? Em yên tâm, tiền tất ở đây rồi. Mà em biết địa chỉ giao dịch chưa? Đây ạ, anh xem qua đi ạ. Sao địa chỉ này nhìn quen thế nhỉ? Anh ơi, anh có thể đi nhanh hơn giúp em được không ạ? Em không phải lo, việc đâu khác có đó. Này, cất điện thoại đi. Mà em cảm ơn anh nhá. May là có anh giúp đấy. Không thì em cũng không biết nhờ vả vào ai ạ. Tôi đến rồi đây. À. Bố có sao không ạ? Người đẹp, có mang đủ tiền để đưa bố về không? Tiền thì có, nhưng mà tôi thấy có một chuyện cần phải giải quyết luôn đấy. Anh Tú, anh vào đi ạ. Cháu vào chú ạ. Có chuyện gì thế này? Tú, sao cậu lại ở đây? Tôi không nghĩ cậu lại làm ra những chuyện như thế này đâu. Doanh nhân trẻ ạ. Tiền của cậu đấy, 100 triệu đấy. Cậu cầm đi. Từ giờ tôi với cậu sẽ không còn quen biết gì nữa. Cậu nói thế nào? Bây giờ ông ấy lao hỏng xe của tớ. Tớ bắt đền ông ấy 100 triệu là quá rẻ rồi. Cậu có biết cậu vừa làm ra những hành động gì không hả? Tôi không nói nhiều nữa. Cậu muốn làm gì thì làm. Tớ có tiền là được. Cậu có biết đây là ai không? Đây chính là ân nhân cứu mạng của hai đứa mình ngày xưa đấy. Cậu nói cái gì cơ? Cậu còn nhớ chú Sơn chứ? Chú bộ đội năm xưa mà nhảy xuống sông cứu hai đứa mình ấy, suýt nữa thì mất mạng đấy. Không thể nào như thế được. Mấy năm nay tôi cho người đi tìm tung tích của chú Sơn, nhưng đều thất bại. Hôm trước ấy, tớ tình cờ gặp được chú Sơn. Chú hỏi về cậu rất nhiều. Tớ đang định là cuối tuần này tớ sẽ rủ cậu sang nhà chú Sơn. Nhưng mà không ngờ hôm nay cậu lại mời chú Sơn về đây. Mà lại còn mời long trọng như thế này nữa đấy. Các cháu à, cuộc sống đều có đầu có đuôi, có trước có sau. Hôm nay chú Sơn không đi thì sẽ có chú Sơn khác. Mình à? Mình cháu trả lại Minh ngày xưa cho chú đi. Chú, cháu biết cháu sai rồi, cháu xin lỗi chú. Linh, Linh ơi, anh xin lỗi em vì anh ghen tuông quá nên là không kiềm chế được cảm xúc của mình. Em cho anh xin lỗi nhá. Chú Sơn ơi, cháu xin lỗi chú vì đã có những cái hành động quá đáng ạ. Rồi rồi, biết sai mà sửa là tốt lắm rồi. Nhưng để lại một thời gian nữa, xem có sửa được cái tính xấu đi không đã nhé. Chú ơi, chú cứ phải dùng quân pháp cho thằng này một trận chú ạ. À, thế bây giờ thế này nhá. Tất cả chú ý.
nghiêng. Tất cả ra quán ăn để mừng hội ngộ có 102 này nhá. Đi đi các con, bố tha lỗi tất cả cho các con. Đi. 1 2 1. 1 2 1. 1 2 1. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh Nàng Dâu Online nhá. Bố, sao hôm nay bố dậy sớm thế? Lạ nhà con ạ, trằn trọc mãi bố mới ngủ được đấy. Chứ lạ sao quen mà bố. Ừ. Mà bố này, bố lên đây với con ấy, bố có cần gì hay là thiếu gì thì bố cứ bảo con nhá. Tôi biết rồi. Này, thế bao giờ cho tôi xem mặt anh rể mới đấy? Bố cứ trêu con. Nhưng mà đến thời điểm nó thích hợp thì con sẽ giới thiệu với bố. Thế cho bố biết đi, anh là người như thế nào? Anh ấy rất tốt bố ạ. Không những thế mà anh ấy còn yêu con rất nhiều nữa. Thế thôi bố, chỉ cần như thế thôi con ạ. Này, nhanh lên nhé, để bố còn có cháu bồng cháu bế chứ. Muộn giờ làm của con rồi. Thôi, con đi làm đi nhá. Bye bye bố. Này này này, nhắc đến cháu bồng cháu bế là lỉnh là trốn thôi. Chán rồi. Giám đốc ơi, em vào được không ạ? Mời vào. Anh này, em nghỉ tay chút đi, mà làm việc ít thôi, chịu khó ăn uống vào. Em mà sụt cân nào nhá, lánh sót lắm đấy. Em biết rồi, nhưng mà em còn đang phải hoàn thành cái bản báo cáo. Em lúc nào cũng thế, suốt ngày chỉ công việc thôi. Thì em có anh rồi, em còn lo cái gì nữa. Mà em bảo này. Sao vậy? Bố em ấy là muốn em đưa anh về ra mắt lắm rồi đấy. Anh tính thế nào thì tính đi. Ra thì ra, sợ gì. Anh chỉ sợ nhá, bố em gặp anh lại bắt em cưới anh luôn ngay ấy chứ. Thôi rồi, vậy thì tối nay luôn. Để tối nay anh ra mắt ông bố luôn nhá, baby. Vâng, mà đây là chỗ làm việc, anh cứ baby baby thì mọi người nghe được lại trêu em chết đấy. Sợ gì, em là tình yêu của anh mà. Em chào anh chị ạ. Em cứ để bản hợp đồng xuống đây đi, tí chị xem nhá. Em xin phép về làm việc tiếp đấy ạ. Chào Linh nhá. Em chào anh ạ. Chị ơi, em để bản hồ sơ ở đây nhá. Ok em. Chú Sơn ơi! Chào chú ạ! Vâng. Mang cái gì cho chú mà nhiều thế? Đây, hôm nay chị Bi bảo cháu mang cơm đùi gà với cả sữa cho chú ạ. Hai cái đùi gà thế để chú ăn hết thế nào được? Này, dạ. Ở nhà buồn lắm, không có việc gì làm. Mà thôi nhá. Dạ. Ở lại thì ăn cơm với chú hôm nay. Cháu mà ở lại cháu ăn hết phần của chú đấy. Thật cho nó vui là chính đấy mà. Dạ. Mà này chú cũng, chú định thế này này có được không? Sao ạ? Cho chú vào cái đội quân ship hàng được không? Chú nói đùa cháu hay sao ấy? Trời thì đang nóng như thế này, bây giờ chú ở nhà, chú ngồi điều hòa có phải sướng hơn không? Ở nhà không có việc buồn lắm, ở quê đang nhiều việc chân tay nó quen rồi. Dạ. Cho chú đi cũng cho nó vui. Thì chú cho cháu mượn cái điện thoại. Đây, điện thoại chú đây. Kiểu đây. Thì cứ dạy chú đi. Đây, cháu sẽ tải cho một cái app này. Đấy. Rồi đây, chú chỉ việc ấn vào đây. Bấm cái là được đi làm luôn. Vâng, đây sao chú làm theo hướng dẫn. Đấy, thế là chú sẽ trở thành một shipper như cháu. Đấy, hay anh ơi. Dạ, đây ạ. Nhưng mà này, thôi bây giờ đi bắt ăn cơm đã. Còn cái này, chú còn ngẫm nữa chứ. Được, để cháu đi lấy bát luôn ạ. Đấy, đấy. Lấy bát ra đây nhá. Vâng. Đấy, đấy, cả cút dậu cạnh đấy. Ôi dồi ôi, vâng ạ. Chị ơi, bây giờ em đặt trà sữa chị có mồm luôn không ạ? Đúng là chỉ có Quỳnh Anh là thương chị nhất thôi. Thế thì em đặt cho chị một trà sữa Hokkaido nhé.
Dạ vâng ạ, chị đợi em một chút ạ. Chú ơi, chú ship cho cháu hai cốc trà sữa qua 66 gia đình nhẹ nhé. Chú ship nhanh cho cháu với được không ạ? Vâng vâng, chào cảm ơn chú nhá. Chị ơi, người ta bảo là 10 phút nữa người ta mới ship cho chị được ấy ạ. À, quên mất, em gọi lại bảo người ta giảm cho chị 50% đường nhá. À, vâng, ok ạ. Chú ơi, giảm cho cháu 50% đường và một cốc nha chú nhá. Dạ vâng ạ, chào cảm ơn chú ạ. Tẹo nước có trà sữa em sẽ mang lên cho chị nhé. Ok. À, em đi làm việc đây ạ. Alo, cháu à, chú hiện nay hỏng xe, chú chậm cháu 10 phút nữa chú đến nhá. Chú bị hỏng xe, rồi. Alo. À, chú đây, chú đến đây rồi. Cháu. Chú mang trà sữa đến cho cháu đúng không ạ? Chú đem cháu đây. Chú cảm ơn nhé. Vâng ạ, không có gì đâu ạ. Này, em làm gì đấy? Trà sữa này làm sao mà uống được? Này ông đến đây chậm hẳn một tiếng. Giữa cái trời nắng nóng như này thì tan hết đá rồi. Uống bây giờ thì khác gì nước sôi đâu. Thôi mà chị, chú ấy bảo xe chú ấy bị hỏng mà. Chị thông cảm với hộ chú ấy đi. Nhìn mặt ông ý là chị đã biết rồi. Chắc là tham đơn quá nên mới ship muộn cho mình đấy mà. Cô thông cảm cho tôi, xe tôi hỏng thật mà. Từ đoạn đấy đến đây không có hiệu chữa xe. Tôi bị dắt bộ đến đây đấy. Thông cái gì? Thông cảm cho ông thì ai thông cảm cho tôi? Không nói nhiều nữa, trà sữa này tôi không nhận. Quỳnh Anh, cầm tiền này vào làm việc đi em. Cho chú lại trà sữa ạ. Có chuyện gì đấy? Không có chuyện gì đâu anh ạ. Linh, em đi theo anh. Anh muốn bàn với em về dự án lần này. Vâng. Này ông, lần sau đi làm ý thì làm có tâm một tí. Đừng ngồi ăn gian nói dối. Nhìn cái mặt là thấy hãm rồi. Chú ơi, chú cần mấy tiền đi ạ. Tính chị thế chú đừng để bụng nhé. Cái này cháu nhận hộ chú ạ. Cảm ơn cháu. Dạ vâng ạ, không có gì đâu ạ. Em đâu? Anh nhớ em quá, cho anh ôm em một cái. Ôi, như ai nhìn thấy thì sao? Ở đây làm gì có ai, an toàn lắm. Ngày nào cũng phải diễn kịch trước mặt công ty. Anh chán lắm rồi. Thôi thì anh cố gắng diễn thêm một vài hôm nữa đi. Lúc nào mà có trong tay bản danh sách khách hàng nữa, em cho nó bay luôn. Lúc đấy á, anh muốn gì chả được. Trong đấy có cả em. Cho anh ôm em một cái. Ôi, đây là công ty mà. Muốn gì thì chiều về em chiều nhá. Nhớ đấy nhá. Thôi được rồi, em đi về làm việc đi. Anh đi diễn kịch tiếp. Bố, gì? Hôm nay con dẫn anh Minh đến chơi ạ. Theo, nó đâu? Anh Minh ơi. Chào cháu bác ạ. Cậu. Chú shipper. Thế này là như thế nào ạ? Hai người quen nhau trước à? Mà shipper là như thế nào hả bố? À, không có gì đâu. Chắc là hiểu nhầm thôi. Giới thiệu với bố. Đây là anh Minh, bạn trai của con. Giới thiệu anh Minh, đây là bố của em. Cậu ngồi xuống. Dạ vâng. Thôi, hai người nói chuyện với nhau nhá. Con đi ra lấy nước. Này, dạ. Cậu ngồi lại gần đấy. Cậu
cậu quen Bi nhà tôi lâu chưa? Thế cậu đi làm diễn viên có vất vả lắm không? Bác nói gì cháu không hiểu. Này, tôi cũng nói thật nhé. Cậu để tránh xa con Bi nhà tôi ra. Tôi không đồng ý cho con Bi nhà tôi yêu với loại người như cậu đâu. Bác ơi, cháu yêu Bi thật lòng ạ. Nhưng mà bác đang nói cái gì cháu không hiểu ạ. Cũng may mà hôm tôi đi ship hàng, tôi nghe hết chuyện của cậu rồi, chuyện nực cười đấy. Chuyện này là sao hả? Này con gái, con thôi ngay cậu này đi, đuổi cậu ra khỏi công ty. Chuyện là như thế này. Em đâu? Anh nhớ em quá, cho anh ôm em một cái. Thôi, như ai nhìn thấy thì sao? Ở đây làm gì có ai, an toàn lắm. Ngày nào cũng phải diễn kịch trước mặt con Bi, anh chán lắm rồi. Thôi, thì anh cố gắng diễn thêm một vài hôm nữa đi. Lúc nào mà có trong tay bản danh sách khách hàng nữa, em cho nó bay luôn. Lúc đấy á, anh muốn gì chả được, trong đấy có cả em. Cho anh hôn em một cái. Thôi, đây là công ty mà, muốn gì thì chiều kế em chiều, nhá. Nhớ đấy nhá. Ừ. Thôi được rồi, em đi về làm việc đi, anh đi diễn kịch tiếp. Đấy, chuyện nó như vậy thôi. Anh Minh, chuyện này là sao? Em muốn nghe một lời giải thích từ anh. Anh... Đồ tồi. Nếu không có bố tôi ấy, thì tôi đã bị anh lừa rồi. Cút, cút ngay khỏi nhà tôi. Gia đình nhà tôi không đón tiếp những người như anh. Mời anh. Dạ vâng ạ. Chào chào bác. Đi đi con. Cậu ta không xứng đáng để con khóc đâu. Bố ơi, có bố đây rồi. Đến đi. Linh ơi, anh sai rồi, anh biết lỗi của anh rồi. Anh xin em cho anh một cơ hội để sửa sai được không? Tôi cũng bị mất việc luôn vì anh rồi đấy. Anh đúng là thằng ngu mà. Có mỗi cái việc đấy mà anh không làm được, thế anh còn làm được cái việc gì nữa? Cút đi. Mà tôi tuyên bố luôn, là từ nay tất cả những thứ gì mà tôi đã từng cung phụng anh, tôi sẽ lấy lại hết. Chào anh. Linh, Linh ơi, Linh! Ôi, Linh ơi! Xin chào tất cả các bạn! Nhóm mình là nhóm Nàng Dâu Online. Và đây là thành viên nhóm mình. Có Us, Mr. Minh Dâu. Và đây là Miss Khánh Linh. Mình là Chỉ Đại. Còn mình, Minh Coca. Mọi người nhớ like và subscribe kênh Nàng Dâu Online để đón xem những cái sản phẩm mới nhất của chúng mình nhá. Và đừng quên để lại bình luận nếu các bạn thích. Nếu các bạn thích. Diệp. Chật. Bye bye, tạm biệt mọi người. Này, sao tập bài của cậu dày thế? Của tớ được có hơn chục trang, không biết thầy có trừ điểm không nữa. Lo cái gì, chỉ cần bài lập luận chặt chẽ đầy đủ ý là được ấy mà. Cậu có biết là cái bài này ấy, tớ dành ra cả tuần đấy không?
Cả tuần á. Này, Bi của tôi chăm hết phần người khác từ bao giờ đấy? Chăm cái gì? Thật ra là môn này mình thích mà. Mà sao môn nào cũng thích, với cả học giỏi được thế nhở? Này, ai kia sợ đi xe máy vào đây đấy? Ở đây là đường đi bộ mà. Hình như là Minh có ca ấy. Cái thằng dị hợm đấy, ngứa cả mắt. Cậu với em chơi nổi tiếng nhất trường như thế này thì tớ nghĩ là cậu phải biết chứ. Mà thôi, xê xê ra. Này 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 này, bọn nhà quê này, tránh ra, em xước xe tao bây giờ. À, chúng mày bị mộng đăng à? Không di chuyển được à? Đã thế nhá, tao dạy cho chúng mày một bài học cho biết mặt. Mày... Đừng lên đi Linh. Sao ngảy ra đã gặp hai con vịt rời hãm quẻ. Này cái thằng mình lợn đầu chó kia, cậu có biết là cậu giết em mà tôi không hả? Này, mày bảo ai là mình lợn đầu chó đấy? Tao thích thì tao đâm đấy. Tao nói cho mày biết này, cái đường này là bố tao xây, thế cho nên là tao thích làm gì đây là việc của tao nhá. Cậu... Cậu có nhìn thấy không? Ở ngoài kia ấy, có cái biển cấm đi xe trên vỉa hè rồi đấy. Sao cậu còn đi vào? Tưởng ai? Hóa ra là lớp trưởng. Mà lớp trưởng thì tao cũng đếch sợ nhá. Lớp trưởng đối với tao chỉ cái đinh dỉ thôi. Mày đừng có lên mặt mà dạy đời. Mày im. Tao nói cho mày biết này, cả cái biển đấy cũng là bố tao cắm lên đấy. Thế cho nên là tao thích thì tao làm. Mày làm gì được tao? Này, cậu có tin là tôi báo bảo vệ việc cậu đi xe trên vỉa hè không hả? Ui, báo bảo vệ á? Sợ thế. Mày nhìn mặt tao xem, xem tao giống đang sợ không? Cái đám bảo vệ đấy, tháng nào bố tao trả thả cho dăm 3 đồng. Đúng là cậy quyền cậy thế. Bảo sao đi muộn về sớm mà chả có ai nói năng gì. Mày cũng hiểu ra vấn đề rồi đấy. Không hổ danh ở lớp trưởng, thông minh hơn con này. Ví dụ như bây giờ nhá, tao sẽ đến phòng bảo vệ và tao nói rằng là hai đứa chúng mày vì ghen ăn tức ở, thế cho nên là đã cố tình phá hoại tài sản người khác bằng cách là đổ trà sữa lên xe tao. Này, sao trông mặt cậu không tối sủa lắm mà cậu nói ra những lời không thể nghe được thế hả? Người có tiền nói gì chả đúng. Này, không những thế nhá, tao làm cho mọi người phải tin tao. Cậu đúng là cái đầu vô liêm sỉ mà. Liêm sỉ á? Liêm sỉ gì tầm này? Liêm sỉ chỉ dành cho những cái đứa nhà nghèo mặt hạng như chúng mày thôi. Để xem sau cái lời tố cáo của tao, chúng mày sẽ ra sao. Thôi Linh ạ, mình đi đi. Này, này, chúng mày đi đâu ấy? Thế mà đi à? Thế cậu còn muốn cái gì nữa? Lau sạch hết những cái vết bẩn này đi, rồi đi đâu thì đi. Này, tiền rửa xe đấy, coi như là hôm nay tôi xui xẻo gặp cái loại hãm như cậu ấy, thì bố thí cho nó lành. Mày nghĩ dăm ba cái đồng lẻ này mà tao cần à? Ngay bây giờ nhá, chúng mày phải rửa sạch xe cho tao. À mà thôi, rửa xe mất thời gian lắm, tao không có thời gian cả chúng mày. Lau đi, lau cho nó sạch vào. Này, cậu đừng có ức hiếp người khác quá đáng như thế. Tùy chúng mày chọn thôi. Một là lau xe cho tao, hai là tao sẽ tố cáo chúng mày vì tội phá hoại tài sản người khác. Cậu... Thôi được rồi, lau thì lau. Dù gì thì tao cũng biết chút ít vào công việc này. Bi, cậu không cần phải làm như thế. Thôi Linh ạ, một điều nhịn là chín điều lành. Bây giờ chúng mình cũng sắp tốt nghiệp rồi, đừng để mấy cái rắc rối như thế này mà bị kỷ luật. Đúng rồi đấy, làm đi cho nó quen, về sau ra trường còn có việc mà làm. Mày nhìn tướng của mày cũng hợp nghề này đấy. Sau này mà tôi làm cái gì ấy thì cũng không liên quan gì đến cậu đâu. À, lau cẩn thận nhá. Chỉ là cái gương thôi mà nó bằng tiền 2 tháng ăn học chúng mày đấy. Cậu im mồm đi. Đây rồi, lau đi. Mày nhìn cái gì?
Mà này, tôi nói cho cậu biết nhá, học giỏi như Bi ý, thì không bao giờ có chuyện sau này là bully cho người khác đâu. Này, thế thì tao cũng nói cho mày biết nhá, học giỏi để làm cái gì? Mày ý, kể cả mày nữa, cái loại nghèo mạt như chúng mày ý, thì mãi chỉ ở dưới chân người khác thôi. Lau đi. Xong rồi đấy. Thôi, chúng mình đi đi. Được rồi, tao sẽ cho chúng mày một bài học. Tôi chết rồi. Sao đấy? Tôi để quên túi trên xe cái thằng nửa người nửa ngợm ấy rồi. Đi, đuổi theo nó đi. Này Minh Coca, trả ngay lại túi cho Linh đi. Túi này à? Này, sao người mày hôi đấy? Nhìn cũng không đến nỗi đâu. Chứ lượn 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 đi, ô nhiễm cả bầu không khí. Này, trả túi cho tôi. Tao không trả đấy. Chúng mày vào đây mà lấy này. Cái thằng nhà giàu vô dụng này. Mày bảo ai vô dụng? Hả? Mày xem lại bản thân mày đi. Có giống như cái cục phân chó này không? Thế mày nhìn lại tao đi. Trông mặt mày có khác gì tên quyển sách này không? Mày đi đi. Trả túi đây. Không trả. Đưa đây. Này, mày có đứng im không? Hay là để tao báo hiệu trưởng đây? Để xem nào. Xem trong túi Không được lục túi của tao. Cái gì? Thiết kế để tăng trưởng. Cái mặt mày cũng tăng trưởng á? Mày có tăng lông đây. Chiến lược kinh doanh quần áo nữ bảy đặt ăn bám bố mẹ rồi còn kinh thì chẳng doanh đấy. Này, đi học thì son phấn, chả hiểu đi học hay đi làm cái gì. Này, chả gì dạ. Này, tôi nói cho cậu biết nhá, đấy là ước mơ của cậu ấy. Còn cậu ấy, cậu nhìn lại bản thân mình đi. Ngoài hống hách hách dịch ra ấy, thì cậu có làm được cái trò trống gì không? Đừng có mà ăn bám bố mẹ nữa. Còn tương lai sau này ấy, thì tự cậu sẽ do. Linh, mình đi về đi. Đúng là người nào đọc sách như thế mà. Vâng, cảm ơn. Bày đặt vô hành rồi người. Alo, bố à? Bố vừa nhắn số điện thoại của ông chủ tịch. Bố có nói trước với ông ấy rồi đấy. Chiều nay, con mang gói quà bố chuẩn bị sẵn đến gặp ông ấy nhớ chưa? Thế bố không đi cùng con à? Đi làm sao được. Con cứ đi đi. Muốn làm giám đốc của chi nhánh nào, cứ để bàn nguyện vọng. Nhớ chưa? Vâng, rồi. Thế bố cứ để con. Này con gái, thế những công việc bố giao cho làm đến đâu rồi? Con vẫn đang tiến triển đấy bố. Cố gắng nhé. Dạ. Cố gắng đi. Chào bác ạ. Chào cháu. Cậu theo dõi tôi à? Tại sao lại có trùng hợp như thế được? Cháu ngồi xuống. Bác ơi, bố cháu có món quà biếu bác. Bố cháu cũng mới điện cho bác xong. Này, thế thì học hành thế nào rồi hả? Dạ, cháu còn nợ mấy môn. Nhưng mà cháu đang cố gắng để lấy được cái bằng đấy. Thế cháu có đi làm thêm ở đâu không? Bác nói sao chứ, bác biết gia cảnh nhà cháu rồi mà. Tiền nhà cháu thì thiếu gì, việc gì chỉ phải làm thêm làm mướn cho nó mệt người ra. Đấy, cái Bi thì bác cũng thế đấy, nó không nghe lời bác đâu. Đi làm thêm hết chỗ này đến chỗ khác, để tích lũy kinh nghiệm, để nhìn đường đời nữa cơ. Cậu ấy khiêm tốn thế ạ. Cháu nghĩ tiền của bố mẹ thì kiểu gì thì cũng là tiền của con cái. Thế cho nên là mình việc gì phải đi làm thêm cho nó vất vả ra hả bác? Còn đối với con ấy, thì giúp đỡ được gia đình mình là điều hạnh phúc nhất rồi bố ạ. Hóa ra cậu với cả Linh làm bộ trước mặt mọi người là để che đi cái thân phận phú quý của mình. Còn đối với tôi ấy, thì làm như thế để kết bạn thêm được nhiều người thôi mà. Này,
Thế hai đứa biết nhau rồi hả? Thế cái Bi thì bác bảo học cùng lớp đúng không? Vâng ạ. Dạ, nhưng mà cháu không biết Bi lại là con gái của bác. Nó khiêm tốn đấy, chứ nó giống bác lắm. Xòe xòa, giống bác lắm đúng không hả? Ấy, bác lại nói thế nào chứ? Cháu thấy bác là phong thái đĩnh đạc, sang trọng của một người có chức có quyền nhá. Còn cậu thì giản dị quá mức cần thiết. Tôi mà biết. Mặt cậu cũng dày quá nhở. Tôi chỉ sống là chính mình thôi. Tiền, nhà, địa vị hay là xe sang ấy thì là của bố mẹ tôi. Vì thế tôi vẫn đang nỗ lực từng ngày để mà hoàn thiện bản thân mình đấy. Này, bác cũng già rồi, tới đây bác sẽ bàn giao tất cả cho Bi. Mà bố cháu cũng là giám đốc công ty nhỏ của nhà mình đấy. Cho nên cái đợt này bố sẽ bố trí cho Minh làm công việc quan trọng ở trong công ty. Con cũng tham gia, cố gắng lên nhé. Bố ơi, nếu con mà là giám đốc nhân sự ấy thì con sẽ không bao giờ chọn cậu ta đâu ạ. Cậu lại lấy việc riêng ra để giải quyết việc chung đấy à? Sao lại không nhận cậu ta con? Đối với một người tài thì ít, đức thì kém, khoe khoang thì nhiều, thì chỉ làm bố thiên hạ thôi ạ. Còn nhân viên thì không thể đâu bố ạ. Này, cậu thì có cái quyền gì để quyết định? Người quyết định là bố cậu cơ mà. Này, tất cả công việc tuyển sinh ở cơ quan này bây giờ tôi giao cho Bi hết rồi. Nếu biết cậu là con của bố cậu mà bố cậu lại là chủ tịch thì tôi chả dám đối xử ngang ngược với cậu. Nếu cậu không coi thường người khác ấy thì mọi chuyện cũng đã khác rồi. Con đi trước đấy ạ. Minh, cháu cứ về trước đi. Còn công việc công ty bác sẽ bàn với bố cháu sau nhé. Dạ vâng. Thế cháu cho bác cháu về ạ. Cứ yên tâm đi. Dạ. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh Nàng Dâu Online nhá. Mình yêu nhau cũng hơn 2 năm rồi. Khi nào mới định cho anh ra mắt bố đấy? Em nghĩ là để khi nào mà mình đăng ký kết hôn xong ấy thì em sẽ cho anh về. Em nói đùa đấy à? Bố em rất là khó tính đấy. Mà lúc nào bố em cũng bảo em là phải tìm người môn đăng hộ đối cơ. Em nghĩ kỹ rồi. Hay là khi nào mà mình đăng ký kết hôn thì em sẽ đưa anh về. Lúc đấy ấy thì gạo đã nấu thành cơm rồi. Đúng là chỉ có em mới nghĩ được như vậy đấy. Nhưng mà xung quanh em có rất nhiều công tử đẹp trai, hào hoa nhà giàu. Mà còn anh thì chỉ là một thằng dân nghèo cố rách áo ôm. Em nhìn người không sai đâu mà. Em nghĩ ấy, một người có ý chí như anh thì chắc chắn sẽ không làm em khổ đâu, đúng không nào? Nhìn xem, người yêu anh sâu sắc quá. Nhưng mà anh tin rằng anh có thể thuyết phục được bố em. Cho anh cơ hội được không? Thế là anh vẫn muốn về ra mắt bố em đấy à? Thôi được rồi, em sẽ nói chuyện với bố là ngày mai anh về ra mắt nhá. Nhưng mà chắc chắn là bố em sẽ làm khó anh lắm đấy. Dù gian nan cách mấy nhá, vì em anh sẽ cố gắng. Em tin ở anh mà. Này à? Thế anh đã sẵn sàng đi chưa? Anh sẵn sàng rồi. Ai? Mày đi kiểu gì đấy? Tức cái xe rồi. Anh mà tôi không sao. Nhìn xe của mày cũng đều đều. Tao cho 5 lít đi sửa xe. Không lấy à? Không lấy tí ra cho tân xin đây nhá. Ôi này, sao anh lại ở đây? À, bố em bảo anh đến đây để ra mắt. À mà đây là chỗ để xe ô tô, không phải chỗ gửi xe máy. Chỗ gửi xe máy ở tít đằng kia kìa. Thế thôi, em lên trước đi, anh ra gửi xe rồi anh lên.
Có cần em đi cùng anh không? Thôi, em cứ lên trước. Anh đi nhanh nhá. Đi nhá. Bố, hôm nay con đã bảo là con Sơn Anh Minh qua để ra mắt bố. Mà tại sao anh Cường cũng đến đây là sao hả? Ai đã chấp nhận mày cho thằng Minh mà yêu mới đương. Ta gọi thằng Cường ra đây để xem đứa nào xứng đáng với con gái của bố chứ. Chẳng coi lời mình nói ra gì mà. Anh Minh, anh đi vào đây đi. Con sang bên này ngồi. Con ngồi đâu? Mau lẹ còn phải nghe lời bố nữa à? Con để hôn đi. Con gái con đứa gì mà con trai đến nhà cứ ngồi sán ấy. Người ta thì cười ở mặt bố không biết dạy con chứ. Hai cháu ngồi đấy. Bác ơi, cháu có ít quà biếu bác, mong bác nhận cho. Cậu đem cái này về đi. Nhà thơ không ăn cái loại hoa quả rẻ tiền này đâu. Ăn toàn loại hoa quả nhập ngoại thôi. Mỹ, Canada, Nhật, Pháp cơ. Cái loại này đem về rác nhiều chặt nhà thôi ra. Cậu đem về đi. Ơ kìa, bố còn cười rồi đấy. Anh Minh đã có lòng tốt mang hoa quả sang biếu bố. Ô lại nói như thế à? Đúng thế bác ạ. Mấy giờ còn tặng cái hoa quả thế này. Ông nhìn tôi tặng như này này. Cháu có vài cái thẻ bạch kim kim cương. Cháu có nhiều tiền không? Có vài trăm triệu thì mấy. Bác gì bác cứ mua thoải mái. Thế này chứ, đấy mới là quà chứ con. Cháu hợp với con Bi nhà bác đấy. Rất hào phóng và tinh tế nữa. Chứ không như ai. Có đáng gì so với cái năm cái siêu xe và chụp căn nhà phố cổ của cháu bác ạ. Thế tốt đấy. Thế à cậu, cậu có xe ô tô không? Dạ, cháu chưa có nhưng mà cháu sẽ cố gắng để có. Thế con biết lái không? Dạ, cháu có bằng rồi nhưng mà chưa có xe để lái. Tôi biết mà. Cậu này, tôi nói thật nhé. Cậu không có một lái xe, không có nhà, không có công ăn việc làm, đang làm sinh viên nữa thì cậu lấy cái gì mà che chở cho con gái tôi về sau này nào? Tôi nói thật cho cậu biết nhé. Cậu có yêu cái Bi nhà tôi thì cậu thôi nó đi. Tới đây tôi cho nó đi du học. Cậu đừng có bỏ học. Cậu nghe tôi nói cậu có hiểu không? Anh Minh anh đến đây là chỉ mong bố chấp nhận con với anh yêu nhau thôi, chứ không phải là để bố chà đạp như thế đâu. Con im đi. Vì người ngoài mà cãi bố thế à? Bố nuôi con khổ cả một cuộc đời đấy con ạ. Cãi bố nhem nhèm cơ hả? Con đi lên gác đi. Con không đi đâu hết. Nếu mà đi ấy, con sẽ đi khỏi căn nhà này. Con thật là thất vọng khi có người bố như bố đấy. Đi. Đi ra kia. Đi. Bố. Con cái nhà. Thưa bác, có thể hiện tại cháu chưa có gì trong tay, nhưng cháu hứa với bác rằng là cháu có thể đem lại được hạnh phúc cho Bi ạ. Mong bác đồng ý cho hai đứa quen nhau. Cậu chẳng hiểu gì cả. Cậu nhớ rằng chúng ta không sống cùng một tầng lớp. Ông bà ta có câu mây tầng nào thì che tầng đấy. Cậu nên nhớ rằng cậu đang sống ở vị trí nào thì cậu tìm đến một bạn gái ngang tầm vị trí ấy. Thưa bác, nhưng mà không muốn nhìn cậu một giây phút nào nữa. Cậu về nhà cậu đi. Nếu không tôi gọi công an đây làm việc đấy. Và tôi cũng không muốn cậu biết tôi là sẽ dùng vũ lực đấy. Đúng rồi đấy. Cậu cút đi đi. Đừng ở đây làm bẩn nhà của bố vợ tôi nữa. Em Bi thì cũng đã có tôi chăm sóc rồi. Cậu đừng có mơ tới nữa nhá. Dạ, thưa bác, nếu bác không cho phép cháu sẽ không đứng dậy. Được. Cậu đừng có trách tôi khách sáo nhá. Sao nhỉ? Sao thư ký lại gọi giờ này nhỉ? Alo. Tôi đây. Sao? Họ hủy hợp đồng à? Sao thế? Ôi chết rồi. Ôi, thế thì công ty mình phá sản thôi. Thôi được, để tôi nghĩ cách đã.
Hình như gia đình bên ấy quen công ty Sao Việt à? Dạ vâng. Bố cháu quen ạ. À thế thì tốt quá. Vâng, bố cháu là điện là nó giúp được bác mới được không? Nhưng mà cũng suy nghĩ lại rồi. Em Bi nhà mình cũng không xứng với cháu. Nên thôi, cháu xin phép bác. Cháu về ạ. Này. Cháu vừa dẫn bác à? Quay lại điện giúp bác cái gì? Điện đi. Dạ không ạ. Cháu quên lấy lại cái thẻ. Cháu không tặng bác nữa. Cháu xin phép bác ạ. Mất hết. Thế này thì mất hết rồi. Bác ơi, chuyện này cháu có thể giúp bác được ạ. Bây giờ còn đùa này cả. Thân cậu còn không lo xong còn lo lại người khác. Dạ không phải ạ. Bố cháu là chủ tịch tập đoàn của công ty Sao Việt ạ. Sao? Bố cháu là chủ tịch tập đoàn của công ty Sao Việt. Cậu không nói dối chứ? Dạ, để cháu gọi điện cho bố cháu rồi bác sẽ biết thôi. Alo bố à? Vâng ạ. Bố ơi, con mới nghe nói là bố mới hủy hợp đồng với cả công ty Nàng Dâu Online đúng không ạ? Dạ, bố có thể ký lại hợp đồng đấy được không ạ? Coi như đây là lần đầu tiên con trai cầu xin bố ạ. Lý do con về con sẽ nói với bố sau ạ. Dạ, dạ, con cảm ơn bố ạ. Thôi con đây đây, con đây đây. Tuyệt vời con ạ. Con đã xứng đáng được con rể của bố rồi. Có về nói giúp bác nhé. Giúp bác mới. Không có tỷ gì này, bác nguy hiểm lắm. Mất hết cháu ạ. Dạ, dạ vâng ạ. Anh đợi em lâu chưa? Anh cũng vừa mới đến thôi. Mà em bảo này, tại sao anh cứ phải giấu thân thế của mình như thế chứ? Nếu mà anh nói ra luôn ấy, thì có phải là bố em dễ dàng hơn rồi không? Nếu mà anh nói ra ấy, thì làm sao anh biết được là em có yêu anh thật lòng hay không? Mà em cũng liều thật đấy. Tính bỏ nhà đi theo anh thật đấy à? Yêu thì phải tin tưởng nhau chứ. Nếu mà em nghe những lời của bố em ấy, thế thì xem như anh phải chăm sóc em dài dài rồi đấy. Để không phụ lòng em. Rồi thôi, mình đi đi, không muộn. Đi. Mọi người ơi, mọi người nhớ like và subscribe cho kênh Nàng Dâu Online nhá. Yeah.